bệnh nhân thứ ba là bệnh nhân bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh ạ. Em xin kính chào các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Em xin trình bày ca bệnh ạ. Bệnh nhân nam 8 tuổi, địa chỉ Yên Minh, Hà Giang, vào viện 12 giờ ngày 12 tháng 6 2021, lý do vào viện là sốt và đau bụng. Tiền sử chưa phát hiện bệnh lý, gia đình không mắc bệnh liên quan. Bệnh sử theo lời kể của người nhà, trẻ bị bệnh khoảng 3 ngày, xuất hiện sốt từng cơn, không rõ nhiệt độ, không co giật, đau bụng từng cơn vùng quanh rốn, kèm nôn, mệt mỏi, ăn uống kém, đại tiểu tiện được, chưa xử trí gì vào viện. Lúc khám lúc vào bệnh nhân tỉnh, mệt, phù nhẹ, mi mắt, hạch ngoại biên không sờ thấy, nôn, đại tiện phân vàng, da xanh, niêm mạc kém hồng, không có nốt xuất huyết trên da, không chảy máu chân răng, không tìm thấy vết loét trên da, đau bụng vùng quanh rốn từng cơn, bụng mềm toàn bộ, không chướng, sờ quanh rốn có búi run, ấn các điểm ngoại khoa âm tính, gan lách không to, tim nhịp đều, phổi thông khí đều, mạch 89 lần trên phút, nhịp thở 24 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ, cân nặng 19 cân. Xét nghiệm em để trên màn hình ạ. Tua liên tục rồi. Xử trí là bù dịch, bù kali, lợi tiểu, kháng sinh và dinh dưỡng, tẩy giun cho bệnh nhân. Hiện tại ngày 14 tháng 6, hiện tại ngày 17 tháng 6, bệnh nhân tỉnh, không sốt, còn phù nhẹ hai mi mắt, da trên da không có ban xuất huyết, không nôn và đã đại tiện, bụng mềm, không chướng, không có phản ứng thành bụng, tim phổi bình thường, mạch 92 lần trên phút, nhiệt độ 36 độ 8, nhịp thở 23 lần trên phút. Chẩn đoán lúc vào là viêm phúc mạc chưa rõ nguyên nhân, suy thận cấp, trên theo dõi sốt mò, chẩn đoán điều trị là giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân trên bệnh nhân suy thận cấp. Câu hỏi của em là nguyên nhân giảm tiểu cầu của bệnh nhân là gì, chẩn đoán như thế có phù hợp hay không và hướng xử trí của bệnh nhân này. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Các bạn có quay được cái clip mà ở bụng mà lộn nhổn búi run đó. Chắc là từ bây giờ ít ở thành phố thì chưa lâu lắm không có trường hợp nào thế, nhưng mà chắc chỉ Yên Minh mới có, để cho các bạn sinh viên có thể xem được, học được cái hình ảnh đấy. Bây giờ sờ còn đúng không ạ? Bây giờ sờ còn cái búi không ạ? Hay là thôi không sờ nữa rồi? Hiện tại bệnh nhân bụng mềm, không chướng, không có phản ứng rồi ạ. Không còn gì nữa chứ ạ. Vâng. Bệnh nhân đã được tẩy giun rồi ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Nay xin phép ta lại có phó sư Diệu Thúy sẽ chia sẻ một cái trường hợp. Tôi nghĩ là trường hợp này không phải hiếm gặp, nhưng mà cũng đối với cả các bác sĩ trẻ thì nhất là bác sĩ ở Hà Nội, thành phố lớn thì cũng sẽ không ít gặp hơn trường hợp này. Mời chị Thúy chia sẻ. Vâng ạ. Cảm ơn thầy Hiếu. Đúng như thầy Hiếu nói là cái thời mà tôi đi học ấy, thì chắc là cũng có nhiều hơn. Thỉnh thoảng thì bệnh nhân nôn ra một gọi là một bô run rất là nhiều, nhưng bây giờ thì ít hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà đúng là ngày xưa thì cô nói là bát, nói là bô. Chúng tôi dùng ở trên lâm sàng và nó rất là nhiều. Thế nhưng mà cái trường hợp này thì chắc thì tôi được tí nó sẽ là ý kiến thầy Đạt là chính đấy, nhưng mà tôi nghĩ là cái trường hợp này chắc không phải là do run đâu, mà là do một cái bệnh lý khác. Thế thì làm sẽ đặt một số câu hỏi trước và tí nữa chúng ta sẽ thảo luận, bởi vì lần này là điều trị có vẻ không đặc hiệu lắm, kháng sinh truyền dịch tất cả tôi bình thường xong bệnh nhân khỏi, tính rất là đơn giản. Chúng ta thấy là cái quy trình nó rất là nhẹ nhàng, còn chưa ghi được kháng sinh loại gì cơ, nó cũng chả thấy cái gì cả. Thế thì câu hỏi bạn đặt ra rất là đúng. Bệnh nhân này là một bệnh viện cấp tính có 3 ngày thôi, xong bệnh nhân thấy xanh đau bụng, xong rồi là vào thì chúng ta thấy cái run đấy chắc chắn nó không phải là mới, nó rất là lâu rồi tồn tại đến bây giờ như thế, và chúng ta để ý cái run rất là nhiều. Nhưng thực tế của bệnh nhân này là cái gì ạ? Là một tình trạng sốt này, một cái tình trạng là huyết sắc tố nó cứ giảm dần trong 3 ngày, cứ mỗi ngày nó giảm một tí, 12, 13, 14 các chị này cứ giảm một tí, tiểu cầu giảm rất là rõ nhưng không xuất huyết, chức năng thận suy, chức năng gan có suy nhưng cải thiện rất là nhanh. Với một cái bệnh cảnh như thế thì nó giống một cái bệnh cảnh truyền nhiễm cấp tính, thì chắc là tôi xin ý kiến thầy Đạt trước và tôi sẽ bổ sung một số nữa thì nó chính xác hơn. Xin mời. Nhưng trong thực tế thì nếu mà tổn thương do run ấy, thì nó sẽ diễn biến nặng như thế nào, cô xin chia sẻ cho mọi người. Cái mà chúng tôi hay gặp nhất là một cái bán tắc do run,
tức là nó tắc luôn, thế là bệnh nhân nôn này, xong bụng trướng lên này, xong đứa trẻ gầy, vì sao run nó ăn hết cả chất dinh dưỡng, đấy là hay gặp nhất. Cái vấn đề thứ hai ngày xưa hay gặp là áp xe gan do run, nó đi ngược lên xong nó gây vàng da, vàng mắt, xong mình mổ ra một loạt run, thậm chí nó còn vỡ lên cả tràn dịch màng phổi, cuối cùng là do run. Sẽ có tổn thương khu trú. Vâng, tổn thương rất là rõ. Không không phải tổn thương toàn thân như thế. Vâng, và nó không tiến triển vèo cái khỏi nhanh trong mấy ngày như thế này. Vâng, vâng, cảm ơn cô Thủy, những chia sẻ rất là có giá trị. Xin mời thầy Đạt ạ. À, kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các anh chị, cô Thúy cũng có hỏi một số câu mà tôi nghĩ là rất quan trọng, tôi cũng muốn có thêm thông tin là các anh chị điều trị kháng sinh gì cho bệnh nhân này ạ? Bệnh nhân này được điều trị là Baxunfo 2g 24/24 và Tinidazole 1g/24 ạ. Vâng. À, như vậy chúng ta thấy rằng là cái phác đồ các anh chị điều trị cho bệnh nhân này không bao gồm có doxycycline, do đó nên cái chẩn đoán sốt mò tôi nghĩ là không phù hợp. Bệnh nhân này có biểu hiện một tình trạng sốt cấp tính và vào viện mặc dù là bạch cầu của bệnh nhân bình thường, nhưng chúng ta thấy rằng là hemoglobin và tiểu cầu của bệnh nhân đều giảm. Ví dụ như là tiểu cầu chúng ta thấy rằng là đến ngày hôm nay nó đã chạm xuống gần đáy rồi. Tôi nghĩ là nó giảm từ 72 lúc vào viện và bây giờ đến 27. Và đồng thời với đó các anh chị nhìn thấy một cái đặc điểm là ure của bệnh nhân rất là cao và creatinine của bệnh nhân cũng rất là cao. Như vậy nó phối hợp với cả một cái bệnh cảnh là trong ổ bụng bệnh nhân có dịch. Nó gợi ý cho chúng ta là một bệnh nhân có một cái tình trạng nhiễm trùng toàn thân. Và ở một bệnh nhân mà có run ở đường tiêu hóa thì cái nhiễm trùng mà chúng ta nên nghĩ tới hàng đầu đấy là nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm. Mà điển hình ở đây chúng ta có thể nghĩ tới hai cái vi khuẩn thường hay gặp nhất ở cái hệ vi khuẩn trí ở người, đấy là E. coli và Klebsiella. Nếu mà trường hợp này là E. coli thì cái bệnh cảnh của bệnh nhân vào nó sẽ giống với một cái bệnh cảnh người ta gọi là hội chứng huyết tán do ure máu cao, tức là bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện về nhiễm trùng nặng, sau đó thì bệnh nhân sẽ có tan máu, bệnh nhân sẽ có ure máu của bệnh nhân tăng cao và nó sẽ có những cái biến chứng khác do cái tình trạng tăng ure máu. Và điều trị, chúng ta thấy rằng là các anh chị điều trị cho bệnh nhân bằng kháng sinh không đặc hiệu với sốt mò và tình trạng bệnh nhân sốt thì điều đấy gợi ý rằng là cái nhiễm trùng của bệnh nhân có khả năng là do vi khuẩn, cho nên chúng ta có thể cân nhắc một việc là chúng ta sẽ tối ưu hóa lại phác đồ kháng sinh, có thể bằng là loại kháng sinh và cũng như là liều để sau đó theo dõi bệnh nhân. Cái điều mà tôi lo ngại ở bệnh nhân này, đấy là hôm nay các anh chị đã điều trị cho bệnh nhân 3 ngày kháng sinh rồi mà tiểu cầu bệnh nhân vẫn giảm. Và đặc biệt là creatinine của bệnh nhân thì vẫn duy trì và thậm chí lại còn là hơi nhích lên và ure máu của bệnh nhân hoàn toàn không giảm. Nên nó đặt ra câu hỏi là thứ nhất là các anh chị đánh giá tình trạng mất dịch của bệnh nhân này như thế nào, bệnh nhân này có được bù đủ dịch hay không. Nên là về điều trị thì tôi xin phép là sẽ đề xuất hai việc. Thứ nhất là các anh chị đã điều trị bằng thuốc run rồi thì tốt rồi. Không biết là các anh chị điều trị với hàm lượng bao nhiêu, nhưng với cả albendazole thì các anh chị hoàn toàn có thể lập lại thêm một liều nữa cho bệnh nhân trong trường hợp mà số lượng run của bệnh nhân tương đối là nhiều mà như các anh chị mô tả ở đây. Thì thứ nhất là chúng ta có thể dùng tiếp một cái liều thuốc tẩy run cho bệnh nhân. Thứ hai là về kháng sinh thì chúng ta nên sử dụng một cái kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 điều trị bằng cái các anh chị không nói cân nặng của trẻ để chúng ta tính liều thì chúng ta nên điều trị cho bệnh nhân bằng một cái kháng sinh có thể bao phủ được các vi khuẩn gram âm. Thứ ba là chúng ta nên bổ sung thêm nước cho bệnh nhân để đánh giá thể tích dịch nội mạch cho bệnh nhân để đảm bảo rằng là bệnh nhân không bị thiếu dịch. Để đánh giá dịch nội mạch thì các anh chị có nhiều cách, các anh chị có thể đánh giá các dấu hiệu lâm sàng ở trong nhi khoa hay thường sử dụng, hoặc các anh chị có thể siêu âm đánh giá tĩnh mạch chủ dưới để chúng ta đánh giá cái tình trạng dịch của bệnh nhân. Và sau đó thì chúng ta sẽ theo dõi vào ngày tiếp theo. Tôi khuyến cáo là chúng ta nên làm các marker nhiễm trùng khác nếu các anh chị có thể, ví dụ như CRP, procalcitonin, lactate kèm với cả ure, creatinine để chúng ta đánh giá hiệu quả điều trị. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Đạt. Xin phép quay lại cô Thúy, thì liệu cô Thúy tiên lượng bệnh nhân này thế nào, vì đến giờ này thì bệnh nhân vẫn đây là kết quả ngày 14, không phải là ngày 17. Tôi muốn hỏi kết quả ngày 17 hôm nay bạn bảo lâm sàng rất là tốt. Theo bạn là lâm sàng bạn chỉ hơi áy náy cái chuyện là có viêm phúc mạc hay không, thì đây không phải dấu hiệu của viêm phúc mạc đâu ạ. Còn những dấu hiệu khác, ví dụ trên xét nghiệm ure creatinine thế nào, tiểu cầu thế nào ạ? Vì đây là kết quả 14 tôi xem là 12, 13, 14 chứ không phải 17. Mời các bạn Yên Minh ạ. Trên lâm sàng rất là tốt. Tiểu cầu này thế nào vậy? Tiểu cầu ngày 17 là xét nghiệm ngày hôm nay là tiểu cầu 36, ure là 5,1, cre là 52. Tức là đã giải tỏa cải thiện rất tốt rồi đúng không ạ? Vâng. Cải thiện rất tốt. Để tôi thấy là này này, các bạn sẽ nhìn thấy là đúng như thầy Đạt thì nói đó. Một bệnh nhân này có thiếu máu rất là rõ, thiếu máu cấp từ 9 gram. Từ 11 gram. Từ 11 gram xong một ngày xuống 9 10 gram rưỡi, tức là từ 12 xuống 11, 11 xuống 9. Đấy, 10 gram 9 xong xuống gram 9 rất là nhanh, đồng hành với tiểu cầu thiếu máu này.
tức là tan huyết này, tiểu cầu giảm và bệnh nhân suy thận thì thường nó là hội chứng u tuệ bất thiết tán huyết rất cao. Nhưng ở Việt Nam thì không có thể điển hình, bởi vì cái điển hình là do một vi khuẩn gram âm mà phải mang cái gen, người một cái gen đặc hiệu thì nó mới điển hình. Còn ở Việt Nam là thể không điển hình, cho nên mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Nó chứ còn nếu mà mình mặc gen châu Âu ấy, thì mình tan máu ồ ạt, suy thận rất nặng luôn. Nhưng mà thường là đây là hậu quả của một nhiễm khuẩn gram âm, có thể do run nó đục ra xong nó với vi khuẩn gram âm nó vào đường ruột, thế xong rồi nó mới gây một cái nhiễm khuẩn lên, nhiễm trùng huyết. Và chính vì các bạn đã điều trị được cái nhiễm trùng đó cho nên bệnh nhân cải thiện triệu chứng một cách tự nhiên, nó cứ từ từ. Và điều trị cái hội chứng này là hoàn toàn điều trị triệu chứng, nghĩa là lợi tiểu bồi phụ suy thận thì cái tiểu cầu nó từ từ tự dần tăng lên. Và tôi rất nhất trí với thầy Đạt là chúng ta phải chọn kháng sinh phù hợp với nhóm gram âm, khả năng nhiều là E-coli trong trường hợp này thì chúng ta đến chúng ta không có gì đặc hiệu cả. Nhưng bây giờ bệnh nhân đã ổn rồi thì ta có nên đổi không ạ? Bệnh nhân đã dùng được 3 ngày 4 ngày kháng sinh. Kháng sinh thì có nhóm gì nhỉ bạn? Có nên đổi nhóm, tức là nhóm bạn ấy dùng ampicillin với sulbactam, có thể dùng metronidazole. Vâng, chúng ta cũng có thể tiếp tục được, bởi vì các anh chị chỉ cần làm lại nếu mà chức năng thận như anh chị mô tả đã tốt rồi. Vâng, chúng ta tiếp tục đủ 5 đến 7 ngày là ổn ạ. Vâng, chúng ta cũng không nên cũng bệnh nhân đang tốt rồi chúng ta không nên nhỡ đổi kháng sinh lại dị ứng kháng sinh thì lại phải gọi cô Thúy tiếp nữa. Bạn để ý những chỗ tiêm truyền có chảy máu không ạ? Bởi vì tiểu cầu giảm thế nhưng không hề xuất huyết. Đấy là một cái rất hay trong cái bệnh này. Vâng. Này, chúng ta xin hỏi cô Thúy thêm nữa là có cách nào chẩn đoán xác định được không? Ngoài cái lâm sàng ra bây giờ chúng ta có cách nào không? Chưa có ELISA hay là bất cứ một cái gì khác ạ. Vâng. Và đây như tôi nói là ở Việt Nam là thể không đặc hiệu. Chứ đặc hiệu thì nó suy thận rầm rộ. Không, nhưng mà nếu mà làm gen thì có thấy được không ạ? Có, thấy rất chắc chắn. Vâng, thế thì chúng ta cũng có thể tư vấn cho cháu bé. À, nhưng mà vấn đề là gen thì điển hình ở châu Âu nó gọi là SIP 3 mấy, tôi quên lắm cái số đấy rồi, nhưng nó có một dạng gen rất là điển hình. Có thể làm một gen được ạ. Vâng, vâng, để xem trong cơ địa có. Vì tôi cũng chia sẻ hôm qua có một trường hợp mà bệnh nhân cháu bé đang ở trên nhi là trước đến chỗ chúng tôi bị rung thất và hôm qua vừa trả lời kết quả là đúng là có đột biến gen thật và đấy là tip 3 và cái thay đổi hoàn toàn quá trình điều trị. Vì tip 1 thì chúng ta có thể dùng chẹn beta giao cảm, tip 3 là phải dùng sang nhóm mesitilin. Thế do tôi thì rất mong nếu mà những trường hợp khó mà đặc biệt thế này thì cháu bé lại có mới có 8 tuổi đúng không ạ? Thì chúng ta cũng nên cố gắng tìm thêm cái nguyên nhân cho cháu để tránh cái này có tái phát đúng không cô Thúy nhỉ? Nếu mà xảy ra chuyện này có thể nếu tái phát. Nếu mà để nhiễm trùng thì có thể tái phát, nhiễm trùng gram âm thì có thể tái phát được, có thể, đúng không? Vâng, có thể. Để mình có thể dự phòng cho cháu. Vâng. Vâng, cuối cùng là vì cái chẩn đoán viêm phúc mạc của các bạn thì tôi phải mời cả bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật của tôi lên. Mặc dù anh Dũng rất bận nhưng mà tôi xin phép mời Dũng chia sẻ một cái chẩn đoán viêm phúc mạc ở bệnh nhân nói chung chứ không phải bệnh nhân này. Bệnh nhân này thì tôi nghĩ chắc chắn là cô Thúy đã nói rồi, không có điển hình mà không có dấu hiệu nào của viêm phúc mạc cả. Mời thầy Dũng ạ. Báo cáo thầy Hiếu cùng các thầy cô và anh chị đồng nghiệp. Thứ nhất là bệnh nhân này khẳng định luôn là không có viêm phúc mạc. Thứ hai, nếu như mà trong tình huống mà tắc ruột do run này thì nó cũng có một cái biến chứng mà để nếu mà xảy ra viêm phúc mạc thì có nghĩa là rất nặng rồi, đó là tắc ruột hoàn toàn do run. Nó sẽ gây ra bước đầu đó chính là cái sự thẩm lậu vi khuẩn do tắc ruột. Cái thứ hai là đến khi mà nó tắc ruột và dẫn tới hoại tử cái đoạn ruột mà do múi run đó thì nó mới gây ra viêm phúc mạc. Nhưng qua cái diễn biến lâm sàng này, một là cái sốt, hai là bụng nó không có phản ứng gì cả. Đấy, thì cái này chắc chắn là không phải là viêm phúc mạc. Thì hoàn toàn điều trị theo dấu như là thầy chủ yếu dựa vào khám lâm sàng cái bụng thôi. Dạ vâng. Những trường hợp mà nghi ngờ thì mình có thể làm gì khác để loại trừ viêm phúc mạc? Trên siêu âm thì có gợi ý được gì không ạ? Trên siêu âm thì mình chủ yếu là gợi ý có những cái nguyên nhân có thể gây ra viêm phúc mạc thôi. Còn mình vẫn dùng lâm sàng hết tất cả. Dạ vâng, phải dùng lâm sàng. Từ thời tôi học sinh viên đến giờ vẫn dùng đôi tay thôi đúng không ạ? Dạ vâng. Thế thằng nào tay các thầy lúc nào cũng rất là mềm. Dạ. Cảm ơn thầy Dũng. Dạ. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Em không có câu hỏi gì thêm. Vâng, về luyện tay nhé, để xem sờ được viêm phúc mạc nhé. Dấu hiệu cảm ứng phúc mạc là rất là quan trọng. Tôi thấy các bạn cái gì cũng ghi cộng trừ cả. Cộng trừ là dễ nhất rồi. Đúng được, không đúng được, chúng ta phải khẳng định là cảm ứng phúc mạc âm tính, đúng không ạ? Cảm ơn thầy Dũng, cảm ơn các bạn. Xin phép chúng ta chuyển sang bệnh nhân của...